Chuyên mục Y tế và Sức khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Chuyên mục kỳ này mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Tác hại của rượu bia đến sức khỏe tâm thần. Tiếp theo là phổ biến kiến thức về bệnh thoái hóa khớp gối ở người cao tuổi và bài viết về chăm sóc đôi mắt trong quá trình tương tác sớm đối với trẻ. Cuối chuyên mục là phổ biến một số điều trong Nghị định số 115 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, rượu là một thứ đồ uống phổ biến được sử dụng trong các dịp lễ Tết, ngày hội hay khi gia đình sum họp và được coi là nét văn hóa không chỉ đối với Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Thế nhưng hiện nay, rượu đang được sử dụng như một chất xúc tác trong các cuộc gặp gỡ liên hoan và để giải tỏa tâm trạng một cách tiêu cực. Tình trạng lạm dụng rượu bia tràn lan khiến rượu trở thành con dao hai lưỡi, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của người sử dụng. Phóng sự sau phản ánh nội dung này. Từ ngàn xưa, rượu bia là đồ uống không thể thiếu trong những cuộc vui, là văn hóa ẩm thực của mỗi dân tộc. Việc sử dụng rượu bia được coi là một phương thức giao tiếp và trở thành một thói quen mang đậm nét văn hóa truyền thống. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng, trong Đông y, khi rượu được bào chế với các vị thuốc bổ khí huyết, rượu giúp lưu thông khí huyết, da rẻ trở nên hồng hào hơn. Nếu biết sử dụng đúng cách, thức uống này sẽ đem lại những hiệu quả thiết thực như giảm cholesterol, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, củng cố hệ xương, kiểm soát huyết áp. Thế nhưng, lạm dụng rượu bia quá nhiều luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây hại đối với sức khỏe con người. Trong những năm gần đây, tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Điện Biên, tình trạng bệnh nhân nhập viện do lạm dụng rượu ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Trung bình mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho trên 100 bệnh nhân loạn thần do rượu. Tình hình bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện liên quan đến rượu, bia có xu hướng tăng. Mỗi năm trung bình là 15% bệnh nhân liên quan đến rượu, bia đến điều trị tại Bệnh viện Tâm thần. Chủ yếu là các bệnh loạn thần do rượu. Tức là cứ 100 bệnh nhân thì có 15 bệnh nhân có cái biểu hiện rối loạn tâm thần liên quan đến rượu. Loạn thần do rượu là liên quan chặt chẽ đến các cái bệnh nhân nghiện rượu. Trong đó thì các cái triệu chứng do rượu, các cái triệu chứng lâm sàng ấy, thì nó giống như các cái bệnh nội sinh, tâm thần nội sinh khác, như các cái biểu hiện là các cái hoang tưởng, ảo giác, mất ngủ, vân vân. Và cái lứa tuổi thường gặp ấy, là lứa tuổi từ 35 đến 44 tuổi là một cái tỷ lệ tương đối cao và gặp. Vì cái người, cái đối tượng đó là thường gặp là ở cái người ở vùng khu nông thôn, đấy, vùng sâu, vùng người dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Thì thường các cái bệnh liên quan đến rượu, bia thì có cũng có cái tỷ lệ là tương đối cao so với các cái bệnh khác đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần. Ông Lò Văn Ân ở xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên bắt đầu uống rượu từ năm 18 tuổi. Đến nay, sau 36 năm lạm dụng rượu, đã biến ông từ một người nông dân chân chất chịu thương chịu khó thành một bệnh nhân loạn thần do rượu với những hoang tưởng, ảo giác, không làm chủ được hành vi và cảm xúc của mình. Đặc biệt là hoang tưởng ghen tuông. Thoạt đầu, những ý tưởng ghen tuông chỉ có trong khi say, dần dần trở nên bền vững và xuất hiện ngay cả khi ông không uống rượu. Mặt trời lặn bắt đầu nó lại lên con ma ấy, nó lại lên sàn nhà này rồi. Nó trèo lên sàn nhà. Nó nhảy lên. Rồi sau là đàn ông, đàn bà thì nó dưới gầm sàn. Đấy xong nó cứ đi hỏi cho vợ mày đi. Thế em không chịu được, em phải dùng cái nỏ. Cứ ngày nào dao cũng phải mài sạch sắc nhọn. Con nào bác lấy mà dao để làm gì? Thì giết con ma được, nếu mà nó xuống vừa thì giết bạn nó bắn. Theo số liệu nghiên cứu của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Điện Biên, trên những bệnh nhân vào điều trị chứng rối loạn tâm thần và hành vi do rượu cho thấy, 100% người bệnh là nam giới, độ tuổi trung bình bắt đầu uống rượu từ 18 tuổi trở lên, thuộc nhiều thành phần dân tộc khác nhau. Phần lớn có thời gian uống rượu trên 15 năm, chiếm tỷ lệ 72%. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sử dụng rượu bia là nguyên nhân trực tiếp của hơn 30 loại bệnh không lây nhiễm và là nguyên nhân của gần 200 loại bệnh tật khác nhau.
và được xếp vào hàng thứ 3 trong số các nguyên nhân dẫn đến tử vong sớm và tàn tật trên thế giới. Các cái tác hại của rượu bia thì chủ yếu là các cái bệnh về nội khoa, mà chúng ta các cái bệnh điển hình như là bệnh đột quỵ này, các cái bệnh về tim mạch như suy tim này, bệnh tăng huyết áp này, và các bệnh về tiêu hóa thì điển hình là các bệnh viêm gan, xơ gan và ung thư gan do rượu. Một cái bệnh khác nữa mà chúng ta hay nói tới hiện tại là các cái bệnh quả loạn thần do rượu. Đấy. Ngoài các cái hoang tưởng, ảo giác thì nó còn liên quan đến các cái vấn đề về biến đổi, hay là người ta còn gọi là quá trình rối loạn về nhân cách, là ảnh hưởng rất lớn về vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ê, ngoài cái tác hại về sức khỏe thì rượu bia nó còn ảnh hưởng đến các cái vấn đề về xã hội như là bạo lực, rồi về tai nạn giao thông, cũng như về kinh tế, rồi đói nghèo, cũng như là các cái vấn đề về tác hại của rượu bia cũng liên quan đến sức khỏe con người, đặc biệt là làm giảm sút cái sức lao động và hiệu suất lao động. Bà Lò Thị Lạ ở xã Búng Lao, huyện Mường Ảng hiện không nhớ nổi đã có bao lần bà bị người chồng nghiện rượu chửi bới và đánh đập. Ông Tạm, chồng bà, nghiện rượu cũng đã 30 năm. Đến nay, khi đã cận kề cái tuổi thất thập cổ lai hy, mà lẽ ra ông bà được hưởng phúc đức dưỡng già, thì lại phải gồng gánh chăm nhau trong bệnh viện hết lần này đến lần khác. Cũng là như chú nói là cứ uống một ngày cứ một chai, một lọ không đủ này cả ngày. Đấy, uống quá thì cũng không đi được. Cứ chăn trâu thì uống. Lúc ăn cơm mới uống thôi. Lúc ăn cơm mới uống. Nếu không uống thì tay miệng. Uống không có rượu uống thì uống cứ bị co, bị dượt như thế này cháu ơi. Cứ thế. Thế mà uống vào thì mắng vợ mắng con. Không uống thì cứ run như thế này. Không làm cái gì giúp bà được đâu. Bạn bè ông uống rượu thì có 5-6 ông thì chết hết đấy. Còn một ông này thế đấy, ông hồi uống rượu từ tuổi 20 này, chết hết đấy. Ngoài nguyên nhân gây hàng loạt bệnh tật ở con người, việc sử dụng rượu bia còn làm tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người lái xe do cơ thể phản ứng chậm, sự phối hợp các hoạt động bị hạn chế, tầm nhìn ảnh hưởng. Sử dụng nhiều rượu bia còn dẫn đến nhiều hệ lụy như hung hăng, bạo lực, gây mất trật tự an toàn xã hội. Có thể thấy trong thời gian vừa qua, rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra đều bắt nguồn từ rượu bia. Hạn chế sử dụng rượu bia và tốt nhất là nói không với các loại rượu bia không rõ nguồn gốc xuất xứ là những khuyến cáo của các chuyên gia ngành y. Thứ nhất thì nên là chúng ta phải uống rượu ở mức độ an toàn. Nên muốn uống rượu ở mức độ an toàn là như thế nào? Tức là đối với nam thì chúng ta uống rượu là dưới 20 gram cồn trên một ngày. Đối với rượu mạnh thì rượu mạnh là như nào? Rượu mạnh là rượu trên 35 độ cồn thì chúng ta chỉ có thể sử dụng là dưới 100ml rượu trên một ngày. Còn đối với rượu thường hay chúng ta còn gọi là rượu trắng thì là rượu là dưới 35 độ cồn thì chúng ta sử dụng, đối với người trưởng thành là chúng ta chỉ sử dụng là dưới 150ml cồn, 150ml rượu. Đối với bia thì chúng ta sử dụng không quá 2 lon bia, tức là mỗi lon là 330ml thì chúng ta không sử dụng quá 2 lon bia trên một ngày. Đối với nữ thì chúng ta chỉ sử dụng dưới 10 gram cồn trên một ngày. Đấy. Cái thứ hai nữa là chúng ta lưu ý là khi đã sử dụng rượu bia thì chúng ta không tham gia giao thông, không tham gia vận hành máy móc. Và đối với phụ nữ có thai thì không sử dụng rượu. Các cái có người thì có các cái bệnh về cơ thể thì chúng ta không sử dụng rượu bia. Vì vậy nếu mà chúng ta sử dụng thì nó làm cho các cái bệnh trong cơ thể nó trở nên trầm trọng hơn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trung bình mỗi năm ở Việt Nam có gần 80.000 người tử vong có liên quan đến sử dụng rượu bia.
Bên cạnh đó, hàng trăm người khác phải nhập viện cũng do nguyên nhân này. Những nguyên nhân khiến tình trạng sử dụng rượu bia tại Việt Nam luôn đáng lo ngại, đó là có thể mua được ở bất cứ đâu, lứa tuổi nào cũng mua được và giá thì rẻ. Sản lượng rượu bia lại liên tục tăng theo từng năm. Bình quân mỗi người Việt Nam chi hơn 300 đô la Mỹ trên năm cho rượu bia, tức là gấp gần 3 lần mức chi tiêu cho y tế. Luật phòng chống tác hại của rượu bia được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019 có những quy định tác động mạnh đến đông đảo người dân, đặc biệt là nghiêm cấm các hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, niêm yết thông báo không bán rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Cơ sở bán rượu bia hỗ trợ khách hàng thuê sử dụng phương tiện giao thông công cộng sau khi uống rượu bia. Cấm quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Hy vọng rằng khi luật có hiệu lực và đi vào cuộc sống, cùng với những chế tài xử phạt nghiêm minh, cùng với ý thức tự giác của mỗi người dân, sẽ góp phần làm giảm đáng kể tình trạng lạm dụng rượu bia như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, khi thời tiết chuyển mùa từ hè sang thu cũng là lúc xuất hiện nhiều bệnh lý về khớp. Trong đó có thoái hóa khớp gối là bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi. Bệnh không chỉ gây nhiều đau nhức dai dẳng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, thậm chí còn làm teo cơ, biến dạng khớp. Người già có thể bị tàn phế do chứng bệnh này. Để quý vị và các bạn hiểu thêm những kiến thức về bệnh, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo số liệu của cơ quan chuyên môn, bệnh thoái hóa khớp gối thường gặp ở những người có độ tuổi trung bình từ 60 tuổi và gặp nhiều nhất ở những người có độ tuổi từ 70 đến 79 tuổi. Nguyên nhân là do càng lớn tuổi thì khả năng bơm máu đến nuôi dưỡng khớp gối ngày càng giảm sút. Sự lão hóa của lớp sụn bao bọc trong khớp gối cũng diễn ra mạnh mẽ, làm giảm khả năng chịu đựng của đầu gối khi có tác động xấu từ bên ngoài. Ngoài ra, yếu tố như suy giảm khả năng miễn dịch, thay đổi nội tiết tố tuổi mãn kinh và các bệnh lý về tiểu đường, gút, loãng xương cũng được cho là những nguyên nhân gây thoái hóa khớp gối ở người cao tuổi. Nguyên nhân của thoái hóa khớp gối thì có thể được kể đến một số nguyên nhân sau. Thứ nhất là do sự lão hóa. Theo quy luật tự nhiên thì tuổi càng cao thì sự tái tạo và sinh sản tế bào sụn càng giảm dần rồi mất hẳn. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân do yếu tố cơ giới. Ví dụ như là những trường hợp dị dạng khớp gối bẩm sinh, biến đổi khớp gối sau các cái chấn thương và do quá trình tăng cân béo phì quá nhanh. Một số nguyên nhân nữa có thể kể đến, ví dụ như là trường hợp do yếu tố di truyền bệnh già sớm, những trường hợp do chuyển hóa gút, trường hợp do rối loạn nội tiết, phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh và những người biểu hiện mãn xương. Khớp gối có vai trò đặc biệt quan trọng, nó gánh toàn bộ trọng lượng của cơ thể, là khớp phải vận động nhiều nhất, nên khớp gối rất dễ bị quá tải và nhanh bị suy yếu. Khi sụn khớp bị ăn mòn và mỏng dần, trong khi các hoạt dịch lại giảm đi, khiến các khớp xương sẽ không còn hoạt động trơn tru như trước. Dây chằng giảm đàn hồi và trở nên lỏng lẻo. Lớp sụn mỏng khiến hai đầu xương dưới sụn mất đi sự bảo vệ và không còn được bôi trơn nên sẽ cọ sát trực tiếp vào nhau khi cử động khớp gối và làm phát ra những âm thanh lục cục hoặc lạo xạo. Đây chính là một dấu hiệu đặc trưng để nhận biết bệnh thoái hóa khớp gối. Triệu chứng của thoái hóa khớp gối thì thứ nhất là biểu hiện đau là dấu hiệu đầu tiên. Khởi đầu có thể là đau khi lên xuống cầu thang hoặc là đau khi bất động khớp gối lâu. Biểu hiện thứ hai là có biểu hiện lục cục khớp gối khi ta vận động, đặc biệt là gấp và duỗi khớp gối. Thứ ba là có hiện tượng cứng khớp và khó khăn vận động khớp khi khớp gối bất động lâu, ví dụ như là ngủ trưa hoặc là sau buổi sáng hoặc là trong một thời gian dài, khá dài mà ta không được vận động khớp gối thì có biểu hiện cứng khớp, đặc biệt là cứng khớp cho thoái hóa thì có biểu hiện cứng khớp thời gian dưới 30 phút. Cái biểu hiện thoái hóa khớp gối của trên hình ảnh X quang ấy, thì có hình ảnh gai xương hoặc là hẹp khe khớp.
Theo các chuyên gia về xương khớp, hiện nay bệnh thoái hóa khớp gối có thể điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau, như điều trị bằng Tây y hoặc áp dụng các bài thuốc Đông y. Trong y học cổ truyền có rất nhiều phương pháp, bài thuốc có hiệu quả sử dụng tích cực cho bệnh nhân như dùng dược liệu chườm nóng, dùng các bài thuốc tổng hợp theo đường uống hoặc dùng phương pháp xoa bóp bấm huyệt. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Lai, với những trường hợp đau khớp gối có thể áp dụng cách xoa bóp, day bấm huyệt hàng ngày để tự chữa chứng đau khớp gối, làm lưu thông khí huyết bằng các cách dưới đây. Tùy theo từng tình trạng, mức độ bệnh của bệnh nhân mà chúng tôi có thể phối hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại. Thì về phương pháp y học cổ truyền, với thoái hóa khớp gối thì có thể chia được làm 4 thể. Thể thứ nhất là thể hàn thấp, thể thứ hai là thể thấp nhiệt, thể thứ ba là thể can thận hư và thể thứ tư là thể khí huyết lưỡng hư. Ví dụ như ở thể hàn thấp thì pháp điều trị là khu tán hàn, trừ thấp, thông kinh hoạt lạc. Và bài thuốc cổ phương chúng tôi điều trị thấy có hiệu quả là bài quế chi thang gia giảm. Với cái thể can thận hư thì chúng tôi điều trị thấy có hiệu quả với cái thoái hóa khớp là bài độc hoạt tan ký sinh gia giảm. Ngoài ra thì còn các cái thủ thuật điều trị cho bệnh nhân nữa, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp bấm huyệt và đặc biệt là phối hợp với vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Thì cái đề tài chúng tôi đã nghiên cứu điều trị bằng thoái hóa khớp gối, bằng điều trị bằng sóng ngắn thì đánh giá hiệu quả rất là cao. Bệnh thoái hóa khớp gối ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, cuộc sống của người bệnh bởi nó hạn chế sự vận động và di chuyển. Đây là một bệnh lý về xương khớp nguy hiểm và tỷ lệ mắc bệnh rất cao. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được bệnh thoái hóa khớp gối nếu biết cách chăm sóc và bảo vệ bản thân. Để phòng bệnh cho không bị thoái hóa khớp gối thì cũng nên khuyên rằng là với tất cả các bệnh nhân đã bị thoái hóa khớp gối thì mình sẽ có một chế độ tập luyện, ăn uống sinh hoạt là đúng cách, đặc biệt là về chế độ sinh hoạt thì mình thay vì đi bộ bằng chế độ bằng đạp xe đạp, và nếu có và bơi lội, tập luyện dưỡng sinh, thể dục thể thao, đặc biệt là không có động tác ngồi xổm và đi bộ lâu trên 45 phút. Chế độ ăn uống thì ăn đầy đủ các chất vi dưỡng, đặc biệt là bổ sung canxi. Thoái hóa khớp gối đã và đang trở thành căn bệnh đáng lo ngại khi tỷ lệ người dân mắc bệnh ngày càng tăng. Do vậy, khi thấy bản thân có những biểu hiện của bệnh thoái hóa khớp gối thì người dân không nên chủ quan mà phải đến các cơ sở y tế thăm khám để có phương hướng hỗ trợ điều trị kịp thời, tránh những hậu quả nặng nề có thể xảy ra. Thưa quý vị, tương tác sớm đối với trẻ đó là tất cả cơ hội mà cha mẹ, người chăm sóc trẻ tạo cho các giác quan của bé được bộc lộ, tiếp xúc với các tác nhân kích thích từ thế giới xung quanh để các giác quan của trẻ được trải nghiệm, phát triển. Tiếp theo chuyên mục kỳ trước, chuyên mục kỳ này xin phổ biến một số kiến thức cơ bản về chăm sóc đôi mắt cho trẻ, đặc biệt vào thời gian khi trẻ bắt đầu thích thú và tìm kiếm những gì trẻ muốn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trẻ em sau khi sinh, đôi mắt đã có thể nhìn thấy đồ vật xung quanh và cảm nhận sự vật một cách nhanh chóng chỉ sau vài tháng tuổi. Một trẻ chừng 5 đến 6 tháng tuổi đã có cảm nhận về màu sắc. Phần lớn trẻ thích màu như màu đỏ, màu vàng và những đồ vật có màu rực rỡ, nổi bật, dễ thấy. Sự cảm nhận thích thú màu sắc cùng hình hài từng loại đồ chơi qua đôi mắt của trẻ cũng phân biệt theo giới tính và thay đổi theo sự phát triển của trẻ theo thời gian. Khi trẻ khoảng 2 đến 3 tuổi, trẻ gái thường thích đồ chơi có màu hồng, màu tím, mềm mại nữ tính như búp bê, giỏ sách, gương lược. Trẻ trai thường thích đồ chơi có tính mạnh mẽ, sinh động, màu sắc mạnh mẽ như màu đỏ, màu đen, ô tô, máy bay, tàu hỏa, cung, kiếm, v.v. Trong khoảng thời gian 1 đến 2 tuổi, trẻ chưa nói rõ, song các biểu cảm, cảm xúc và những ý muốn của trẻ được thể hiện rõ qua đôi mắt trẻ. Chẳng hạn, như khi trẻ muốn uống nước, có thể dùng tay chỉ vào bình nước. Nhưng cũng có khi trẻ chỉ nhìn chằm chằm vào bình nước hoặc nhìn xoáy vào đồ chơi trẻ muốn hoặc đồ ăn nào đó. Các bậc phụ huynh cần lưu ý trong khoảng thời gian trẻ dưới 2 tuổi, ngoài việc chăm sóc cho đôi mắt trẻ phát triển khỏe mạnh,
việc chú ý theo dõi quan sát ánh mắt trong lúc giao tiếp với trẻ rất cần thiết, giúp cho trẻ phát triển, cảm nhận sự vật, hiện tượng xung quanh một cách linh hoạt và hiệu quả. Chuyên mục Y tế và Sức khỏe kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.